Đây chính là một trong những cái dự án mà có thể giúp cho chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nhận được cho mình tín chỉ carbon. Tuy nhiên, dự án này, cái tổ chức này liệu nó có an toàn hay không? Đúng không ạ? Để chúng ta đi tìm này. Liệu an toàn hay không? Thì chúng ta có thể vào trong các cái câu hỏi thường gặp, câu hỏi thường gặp để chúng ta có thể làm gì đây? Các câu hỏi thường gặp chúng ta hỏi nhé. Trong này có rất nhiều những câu hỏi thường gặp. Và phía bên dưới thì tổ chức đó là tên gì ạ? Tổ chức Forest Audit này, đây các anh chị. Đã được Ủy ban chứng khoán Mỹ thông qua ở trên website của Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ đó, và chúng ta có thể là vào Google và chúng ta sẽ check lên thông tin của Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ. Và khi chúng ta vào Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ thì các anh chị sẽ đi tìm website chính thức của Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ. Đây, website chính thức của Ủy ban chứng khoán Mỹ đó là gì ạ? SEC.gov ha. Và SEC.gov là website mà tất cả các doanh nghiệp trên toàn thế giới đều mong muốn được cái tổ chức này họ xét duyệt để được lên sàn chứng khoán Nasdaq, đúng không? Vậy thì để chúng ta tìm hiểu được đây có phải website chính thức hay không, chúng ta vào ba cái dấu cạnh này, chúng ta chọn sở này, đúng không ạ? Để chúng ta xem có đúng không. Thì vừa rồi ông VinFast bên đây, chúng nhìn thấy ông VinFast đó, ông VinFast này, đây VinFast này các chị, đây VinFast Auto này đó. Chúng ta kích vào, chúng ta thấy là đây, đây là thông tin của VinFast ha, VinFast này đó. VinFast đã phải nạp 42 hồ sơ kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022, và đến ngày 28 tháng 7 thì chúng ta có thể là VinFast được công bố vào 15 tháng 8 thì VinFast chính thức được sản xuất. Như vậy là trên đây chúng ta sẽ nhìn thấy là gì, là VinFast có mặt ở trên Ủy ban chứng khoán Mỹ, hoàn toàn an tâm đúng không nào? Rồi, và chúng ta lại lên trên này, chúng ta xem là liệu rằng cái tổ chức này nó có được xét duyệt ở trên này không, thì chúng ta cũng có được có hồ sơ trên này hay không, đúng không? Chúng ta vào này, đó là chúng ta đánh này, đây là Forest Audit ha, đó. Đây, Forest Audit, mình sẽ tiếp dịch bằng tiếng Anh để cho các chị nhìn cho qua. Không có lại báo là ở Việt Nam một số tiếng Việt. Đây, Forest. Đây các chị, Forest Audit là cái tổ chức mà chúng ta nhìn thấy, thấy ha. Đây, Forest Audit tạo ra cái bức tường tu ban này. Vậy thì khi chúng ta vào đây chúng ta sẽ thấy được gì ở Forest Audit này? Forest Audit LLC, và đây là một cái bộ hồ sơ được trình vào ngày 2019. Và chi tiết của hồ sơ này, đây chi tiết của hồ sơ này, chúng ta kích vào Open File là hồ sơ, và khi chúng ta kích vào thì chúng ta thấy được là bộ hồ sơ này đã được nạp vào ngày 22 tháng 10 2019 và có thông qua để có hiệu lực vào lúc 22 giờ 2019 luôn. Và có số gia nhập xét là đây đó, số gia nhập Ủy ban chứng khoán Mỹ, và bên dưới là địa chỉ doanh nghiệp, thông tin về doanh nghiệp, trong đó có chi tiết về hồ sơ công ty. Thì chi tiết hồ sơ khi được dâng lên đây thì sẽ có các thông tin về mã công ty, đúng không ạ? Đó, về hình thức của công ty, tên tổ chức, rồi địa chỉ công ty, họ tên người đứng đầu, rồi họ và tên những cái người liên quan. Đó, đây, có hết ha, hoàn toàn xong. Và trong đó thì các cái nhóm ngành được liên quan trong việc đăng ký quản lý với Ủy ban chứng khoán, thì cái tổ chức này nó thuộc về một dạng công nghệ khác. Vì sao? Vì nó thực hiện quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, và nó là một cái mã trong hệ thống công nghệ khác. Và từ cái hệ thống công nghệ khác này thì nó sẽ phát hành ra một loại chứng khoán, một loại chứng khoán được chào bán cho từng các cái hình thức, từng các cái loại hình doanh nghiệp đó. Thì nó thuộc về một dạng gì, mô hình đây là gì, một dạng chứng khoán khác, và nó là một hợp đồng đó. Rồi tiếng Anh này, đó. Nó là một mã TPU, nó là investment contract, là một mã hợp đồng đầu tư trên công nghệ chuyển đổi số với lĩnh vực tín chỉ carbon đó. Vậy thì ngày hôm nay trên trang chủ của Ủy ban chứng khoán Mỹ đã cho chúng ta xác nhận được mã Cuban có mặt ở trên này. Vì vậy chúng ta hoàn toàn an tâm khi chúng ta đầu tư, đã được ít nhất là Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ có được thông qua, thì chúng ta vẫn an tâm hơn là không có tổ chức nào thông qua, đúng không nào? Đó. Như vậy thì có những cái công ty, có những cái công ty ma, có những cái dự án ảo, chẳng có cái gì cả, và chúng ta còn đầu tư vào, chứ không có gì một cái dự án, một cái tập đoàn, một cái tổ chức mà nó đã có được rất nhiều những cái thông tin về pháp lý, về hồ sơ, thì chúng ta an tâm. Trong đó thì có một cái người rất là quan trọng, đó là CEO của cái tổ chức này, ông tên là Odeli Feriani, và ở Việt Nam thì có Odeli Feriani Trường Giang đó. Như vậy là chúng ta thấy không, anh Trường Giang thì anh nghe với ông này, là anh đặt tên anh là Odeli Trường Giang luôn. Như vậy là anh định vì bản thân anh là muốn thành Odeli Feriani. Vậy chúng ta thấy là Odeli Feriani, chúng ta copy anh ta, đúng không ạ? Cứ lên Google mà dán, không biết thì cứ tra Google. Mình làm những thao tác này là muốn các anh chị mà là người mà không một thì về chịu khó làm, rồi người một không thì cũng chịu khó làm. Đó là định danh cho các anh chị là không một và một không, ai ở đủ lâu và ai làm đúng nhanh ha. Rồi Odeli Feriani
là chủ của một ngân hàng neo banh, thấy không? Và ông là ai? Thì mình sẽ cho các chị thấy gì ạ? Trong cái website của MTeam thì có cái phần tu ban. À, và ở đây để cho chúng ta thấy rằng là cái giá trị của cái ông này để nó được xác lập như thế nào, và ông thực sự có phải là cái người mà mang cái trọng trách rất là quan trọng trong cái thế giới về môi trường này hay không. Và với bản thân mình thì mình cảm thấy đây là một con người tuyệt vời. Đây là Odile Ferriani, và đây là Sulaiman Afay, là người mà hợp tác cho cái công nghệ của Ferriani này chuyển đổi số. Đó là ông Sulaiman Afay. Và Sulaiman Afay là một trong những người mà giúp cho cái token Tuban này được trang trên nền tảng của họ, chuyển đổi số và được tiếp cận đến cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay. Và Odile Ferriani, đây là một bài báo nói lên, nói lên cái sự minh bạch của cái con người này. Anh chị có thể kích vào cái bài báo này. Đây, tranh luận giữa cơ quan tư pháp, chính phủ và quỹ đầu tư Brazil về trữ lượng rừng Amazon. Đó là mình đang dịch tiếng Việt nhé. Bản chất tốt của nó là bằng tiếng Bồ Đào Nha đấy. Đây là tiếng Bồ Đào Nha này, anh chị. À, nhưng mà vì mình đang dùng tiếng Việt để cho các anh chị dễ hình dung, vì chúng ta có công cụ là Google, đúng không ạ? Dịch này. À, chúng ta thấy này, Bộ Tư pháp, quỹ này, tư pháp, chính phủ và quỹ đầu tư tranh luận về trữ lượng rừng được thực hiện không tuân thủ Bộ luật nông nghiệp. Như vậy là ông ta là cái người mà gì? Cái người mà có liên quan trong cái việc xét xử các vụ xâm phạm đến cái quyền trẻ em và con người, quyền trẻ em và môi trường ấy. Thì đây là ông Odile Ferriani này. Đấy, mặc dù ông ta bị cái khẩu trang nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể nhận ra, đúng không? Này, đó, đây là ông ta. Và chính vì cái điều này thì chúng ta có thể rất thấy hiểu rất là rõ, đúng không ạ? Rất là rõ. Vậy thì ở đây này có cái chương trình đó, trong cái bài báo thì có này, thứ nhất là có phó chủ tịch tòa án của Mỹ, Tô Can Xin, và thẩm phán Pedro Nielsen, và trợ lý thẩm phán của tổng thống, những cái con người nó có giá trị vào đó, các chị. Tiếp đón tại trụ sở buổi sáng thứ sáu ngày 14 tuần trước, tức là cái thời điểm đó, với bộ trưởng nông nghiệp chăn nuôi và môi trường thủy sản, chủ tịch tự nhiên, rất là nhiều tên ha, trong đó và đại sứ của tòa án hình sự quốc tế, Hagos ở Brazil, người sáng lập và điều hành quỹ Odile Ferriani. Vậy thì chúng ta thấy không, cái con người này nó quá là đẳng cấp. Vì sao? Vì họ mang cái trọng trách rất là lớn, và chính vì vậy khi chúng ta tham gia vào cái thị trường này thì chúng ta thấy rằng là cái con người đấy họ thực sự là minh bạch. Và mình cũng là cái người mà đã gặp trực tiếp, ở Việt Nam thì gặp Odile Trường Giang rồi, nhưng mà qua bên Dubai thì gặp Odile Ferriani, đúng không? Và mình sẽ là cầu nối cho anh Trường Giang thì gặp anh Odile Ferriani này, để là gì, được bảo là sang nhận cái họ, tôi cùng họ cái ông. Ok, đó, các anh chị thấy không? Một con người như vậy, nếu như không có cái dự án này, chắc chắn là gì, mình không bao giờ gặp được. Đó là điều chắc chắn. Nhưng nhờ cái gì ạ? Nhờ cái công cuộc chuyển đổi số doanh nghiệp, và nhờ cái xu hướng của tín chỉ carbon, và nhờ cái Odile Ferriani này, ông ta tạo ra được và ông ta lập dựng cái quỹ, ông ta kêu gọi được những người dân Brazil đóng góp thành cái quỹ, và quỹ đó được trình lên Liên Hiệp Quốc và thông qua Ủy ban Trung tâm Mỹ, thì làm cho mình vô cùng hiểu, vô cùng an tâm, và đặc biệt cơ hội hợp tác để đầu tư ở đây rất là lớn.